Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về tử vi thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 28 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày mậu ngọ tức chi sinh can nghĩa là hỏa sinh thổ và ngày hôm nay là ngày khác. vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thủ hành hỏa khác với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính tý giáp tý tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao tam hợp tốt mọi việc sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao tự khí, quan phú, sáu mọi việc, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao bạch hổ, kỵ an táng, sao tội chỉ, sáu đối với tế tử, tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc. Và sau đây, mời các bạn muốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đuốn xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tý ngọa mạo dậu, cho nên cảm xúc của bạn tuổi Tý trở nên có phần cực đoan, dễ nóng nảy, mất kiểm soát với những suy nghĩ tiêu cực ngập tràn trong đầu, khiến cho bạn nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa thời điểm này với bạn tuổi Tý cần phải biết giữ bình tĩnh, chú ý những hành động của mình sao cho đúng mực để không tự gây ra rắc rối cho bản thân, nhất là trong những công việc mà bạn được giao trọng trách đảm nhiệm. Bù lại, trong vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh vẫn mang đến cho bạn có được những cơ hội phát triển không hề nhỏ nếu như bạn biết nắm bắt được thời cơ bạn cần phải tự tin vào năng lực của mình bởi một khi tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình sẽ chẳng có thứ gì có thể cản bước bạn tiến lên phía trước được nữa bên cạnh đó vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khác nhắc nhở bạn tuổi Tý nên tránh xa những người nóng nảy gây gõ, có thể làm cho bạn mất vui đây cũng là ngày không phù hợp cho những giao dịch về tài chính bạn nên thận trọng thì hơn Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, cảm xúc gắt gỏng, suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy dễ mất kiểm soát khi không giữ được bình tĩnh. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chú ý hành động đúng mực để không tự gây rắc rối. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có cơ hội phát triển nếu biết nắm bắt được thời cơ. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên tiến hành về giao dịch tài chính. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ Vi Tuổi Sửu thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngọa Sửu tương hại, cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu gặp nhiều phiền não với các mối quan hệ gia đình, gia đạo bất an, anh em có sự bất hòa, vợ chồng không còn khang khít như thuở ban đầu dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa với bạn tuổi xỉu, cần phải nghĩ tới tình nghĩa thì chẳng có điều gì không thể hòa giải được đừng có vì vài phút nóng nảy thiếu suy nghĩ mà để cho tình cảm bị sứt mỉa khiến cho không khí gia đình càng thêm nặng nề hơn trong vận trình ngày thứ năm này đối bà tuổi xỉu lại gặp được chính tài chiếu mệnh cho thấy với bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính trong thời điểm này bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình nhưng để tiết kiệm thì không có nhiều ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn tuổi Sửu cũng đang có được tinh thần rất tích cực bạn có khả năng đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá cao. Việc này có thể khiến cho bạn rơi vào guồng quay bận rộn hiện tại, nhưng bù lại sẽ giúp cho bạn đi đúng hướng trong thời gian sắp tới. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, gia đạo bất an, anh em có sự bất hòa, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, tình cảm có nhiều mâu thuẫn, dẫn đến sự rã nứt, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, tài chính ổn định nhưng không tiết kiệm được nhiều, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, tinh thần tích cực, làm việc hiệu quả cao, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, có nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần Xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bạn tuổi dần Tìm thấy được tiếng nói chung sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình bạn nhận ra có rất nhiều điều thú vị nếu như bạn dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với người ấy. Trong công việc với bạn tuổi dần, luôn là người hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn mệnh rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi với những quyết định của bạn lại thường khá hấp tấp. Ngày này với bạn tử dần lại đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay bớt đi một chút khi tiền bạc đang có sự thất thoát, khó kiểm soát. Bản mệnh có thể liệt kê rõ ràng về các khoản chi tiêu của mình, xem điều bất hợp lý nằm ở đâu để điều chỉnh sao cho hợp lý hơn. Ngũ hành xung khắc cái điều này cũng cho thấy với bạn tuổi dần đang bị rối trí khi có nhiều việc đột xuất xảy ra, bạn cần phải hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại. Trong những lúc như thế này, không nên đưa ra những quyết định quan trọng nào cả. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tìm được sự đồng điệu với nửa kia từ vi tuổi bính dần thuộc họ các cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn đạt hiệu quả cao từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên hiệu suất công việc rất tốt từ vi tuổi canh dần thuộc mộc tiền bạc thất thoát khó kiểm soát từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim dễ bị rối trí khi có nhiều việc đột xuất xảy ra về đánh giá của bạn Tứ dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 3 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi tử vi tuổi mão thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mão dậu, cho nên bà tuổi mão đang có điểm báo mất tiền, bạn cần phải chú ý tới việc quản lý về tài sản, tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết Tốt nhất là bạn không nên chi tiêu quá mạnh tay, cẩn thận kéo lại gặp phải kẻ lừa đảo. Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, nên tránh đưa ra những quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi rất có thể sẽ vướng vào những mối làm ăn bất lợi. Bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời điểm thích hợp hơn, hoặc là nếu buộc phải tiến hành thì nên tính toán sao cho thật cẩn thận. Ngày hôm nay, tài thần nằm ở hướng chính Bắc. Với bạn tuổi mão, bạn nên ưu tin để cầu tài lộc chuông mọi thứ được thuận lợi hơn, đôi khi cần phải kiên trì thêm chút nữa nếu như muốn có được thứ mà mình theo đuổi đã lâu. Trong vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc hỏa xung khắc, nhắc nhở bạn trong chuyện tình cảm, chẳng đi đến đâu. Dù đã dành nhiều tình cảm cho người ấy, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp với nhau chút nào. Về từ vi tuổi Ất Mão thuộc thủy có họa phá tài, chú ý quản lý về tài sản. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa tránh chi tiêu quá mạnh tay, cẩn thận bị lừa lọc. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ đối với những người kinh doanh buôn bán nên tránh đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên kiên trì theo đuổi những thứ mình muốn. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim chuyện tình cảm có nhiều rối ren không đi đến đâu. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc. 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 4, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh mang đến cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc cho bạn trong ngày những ngày tay trái sẽ giúp cho bạn có được thêm nguồn thu nhập ngoài luồng thoải mái trong việc chi tiêu hơn trước mà chẳng còn nỗi lo thiếu thốn về tiền bạc nữa bà tuổi thìn có được sự may mắn này là nhờ bản mệnh là người biết tu trí làm ăn bạn biết tính toán hợp thời hơn nữa cùng bởi bạn không quá vội vàng cứ từ tốn làm việc của mình nên tránh được một số những sai sót có thể xảy ra Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, còn báo hiệu cho bạn đang có được tin vui về con đường tình cảm. Với bà tuổi thìn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận đào hoa rực rỡ, tình duyên thăng cấp nhanh chóng. Và ngày hôm nay, theo nhị thập bát tú, cho thấy hôm nay không phải là một ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc như là xây cất nhà cửa, dựng trại, cưới gã, chỗ cửa, các việc làm thủy lợi, nuôi tằm, diêu cấy. Vì vậy, không có việc cần thiết thì bạn nên tránh ngày hôm nay vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tài lộc ùn ùn kéo đến thu nhập từ nghề tay trái lên cao tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ biết tu trí làm ăn có tính toán của riêng mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không vội vàng nên tránh được những sai sót không đáng có tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tình duyên khởi sắc đào hoa nở rộ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại về đánh giá của bạn Tử Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí, từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vạn trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tỵ ngọ tư hội nhắc nhở đối với những bạn đang còn độc thân trở nên căng thẳng khi đến hiện tại vẫn chưa tìm được một nửa hợp thích hợp với mình đào hoa đang có được dấu hiệu khởi sắc và biết đâu sẽ mang đến cho bạn một nửa yêu thương ngay tức khác chỉ cần bạn chấp nhận mở cửa trái tim mình. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì đừng quá khắt khe với bản thân cũng như là với đối phương. Khi bên nhau, tình yêu không phải là tất cả. Hai bạn cần phải cùng nhau đối diện và vượt qua những thử thách trong cuộc sống nữa. Thực thần chiếu mệnh Hôm nay là một ngày với bạn tuổi tỵ đang có được tài lộc dồi dào, tiền bạc rụng rịnh trong tay và bạn tuổi tỵ nắm bắt được thời cơ kiếm tiền đến ngay trước mắt không bỏ lỡ mất cơ hội đó. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả mà bạn đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Và ngày này, Thiêu Hải Thượng Lạn Ông là ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy với bạn tuổi tỵ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ đào hoa khởi sắc dễ tìm được một nửa yêu thương từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ đối với những bạn đã có đôi có cặp không nên khắt khe với bản thân và nửa kia từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tài lộc được dồi dào, tiền bạc rụng rỉnh, tử vi tuổi tan tỵ thuộc kim, biết nắm bắt được thời cơ kiếm tiền, cải thiện được thu nhập, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, đạt được thành quả xứng đáng nhờ quá trình nỗ lực mệt mài. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này gây ra không ít rắc rối cho bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi ngọ là người rất hiếu thắng bạn không chịu được những lời kích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội và với bạn tử ngọ đang có sự bốc đồng, xúc nổi, những sự lựa chọn của bạn trong ngày hôm nay không thực sự chính xác. Đó cũng là điều mà bạn thấy tiếc nuối khi nhìn lại về sau này. Có lẽ bạn mạnh nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình thì tốt hơn. Chính vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cho nên với bạn tuổi ngọ, có thể quản nội nóng vô cớ với những người mà mình yêu quý, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng vì đối khư đối phương không chịu nổi sự thất thường ở bàn. Ngày này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi ngọ không nên bỏ bê công việc vì chuyện cá nhân. Nếu như bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì chắc chắn sẽ phải chịu sự khiển trách của cấp trên nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gặp nhiều rắc rối do bản tính hiếu thắng, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ đưa ra những quyết định nóng vội khi bị kích bác, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa hối hận vì lựa chọn đưa ra à, lúc đang sốc nổi tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vô cớ nội nóng với nửa kia khiến cho mối quan hệ rạn nứt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ năm, ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành, ngọ mùi nhị hợp. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi mùi có được một ngày xuân sỉ. Và ngày này, các mối nhân duyên của bạn rất chi là hài hòa, nên rất thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch về hợp tác, làm ăn, lợi nhuận, sẽ rất thuận lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, đôi khi bạn làm việc lại thiêu cảm tính nhiều hơn là lý trí. Đó là lý do bạn dễ vì nể nang một số mối quan hệ mà bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì lại càng nên tránh tình huống như thế này để không mất tiền một cách khó xử. Chính tài ở bên đảm bảo cho bạn tuổi mùi có được nguồn thu nhập ổn định, công việc hoàn thành tốt cũng chính là điểm cộng cho bạn trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh giúp cho con đường tình duyên của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay có được sự hanh thông, rộng mở với những nỗi buồn trong quá khứ không còn điêu bám bạn nữa. Bạn mệnh biết mình đã rung động và đã cảm thấy nhớ thương người mà trước đó chẳng hề thân quyên nữa rồi về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim nhân duyên hài hòa hợp tác làm ăn có lợi tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy làm việc thiêu cảm tính nhiều hơn là lý trí tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa vì nể nang tình cảm mà bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ thu nhập được ổn định nhờ công việc hoàn thành tốt. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, đường tình hanh thông, rộng mở, vượt qua được quá khứ. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Đây là hung thần, khiến cho bạn mạnh khó khăn nhiều bè, khó có thể tín bước trên con đường danh lợi của mình. Họa tiểu nhân rình rập, luôn tìm cách phá hoại công việc của bạn. Nguyên nhân cũng chỉ là bởi khi bạn chỉ chuyên tâm làm việc của mình mà chẳng để ý tới các mối quan hệ xả giao xung quanh ở nơi công sở, có thể vì thế mà vô tình động chạm tới kẻ xấu bùng. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày của họa kim xung khắc. Cái mối quan hệ của bạn và nửa kia cũng không được quá tốt đẹp hai bên có thể xảy ra những hiểu lầm vào ngày hôm nay và bạn đừng có vội nóng giận mà cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có. Để đi được cùng với nhau đến ngày hôm nay, cả hai đã phải trải qua không ít gian nan, cho nên dù có bất đồng đến đâu đi nữa thì với bà tuổi thân cũng Đừng có vội buông tay khi dông bạo ập đến, miễn là con tim luôn hướng về nhau thì chẳng có chuyện gì là không cùng nhau vượt qua được. Vài tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, khó khăn nhiều bè, đường danh lợi, có nhiều trông gai. Tử vi tuổi bính thân, thuộc họ, họa, họa tiểu nhân rình rập, có người tìm cách phá hoại công việc, từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, thiếu sự tinh tế trong các mối quan hệ xã giao, từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, tình cảm có dấu hiệu rã nứt, hiểu lầm liên minh, từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, nên bình tĩnh nói chuyện để tìm cách tháo gỡ những xích mích, hiểu lầm. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 3, số 2, giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu có thể đón nhận nhiều thuận lợi để phát triển sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh. Đây chỉ là điều kiện hỗ trợ bán mệnh tuổi Dậu vẫn cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn để đạt được điều mà mình mong muốn. Cơ hội may mắn không phải ai cũng có được, vì thế với bà tuổi Dậu hãy biết trân trọng cố gắng phát huy khả năng của mình cũng như là thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc mà mình làm sẽ là chìa khóa dẫn đến bạn thành công vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy cũng cần thêm nhiều cố gắng để vun đắp nếu không chịu khó đắp xây tình cảm thì đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đang ở rất xa trái tim của người ấy Cuộc sống với nhiều thay đổi và cán rõ có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa nhau. Bạn hãy để cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm để chuyện giữa hai người không còn phôi phai nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian để đạt được điều mình muốn từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cố gắng phát huy khả năng thể hiện tinh thần trách nhiệm từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc cả hai cần phải chung tay vun đắp để tình cảm lâu bền từ vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng quên hâm nóng tình cảm để kéo gần khoảng cách hai trái tim vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn tuổi Tỵ. Thì. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tốt xem tử vi cho thấy với bà tuổi tốt đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang lại cho bạn có được vận may về tiền bạc bạn có thể nhận được một khoản thu hoạch bất ngờ nhờ bốc thăm trúng thưởng tiền bạc đổ về nhà ùn ùn khiến cho bạn chẳng thể ngờ tới và trong lúc rụng rịnh tiền tiêu như vậy, bạn cũng đừng có vội chi tiêu hoang phí. Bạn hãy luôn nhắc bản thân mình, hãy để ra một khoản tiết kiệm trước khi tiêu hết số tiền đang có để đảm bảo một tương lai vững vàng hơn. Và ngày này đối với bà tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng mang lại cho bạn có được sức khỏe dồi dào để chống lại dịch bệnh. Cái điều quan trọng là việc phòng ngừa tốt để sức khỏe không phải là điều đáng lo đối với bạn mệnh trong thời gian này nữa. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất, nếu như có công việc phải xuất hành đi xa, thì bạn nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Đông Nam và tài thần, hướng Chính Bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc gặp được nhiều thuận lợi may mắn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ đón nhận vận may bất ngờ về tiền bạc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dù ví tiền rụng rỉnh cũng không nên vội vàng chi tiêu hoang phí. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc à, tiết kiệm thối quyên tốt giúp cho bạn an tâm về tương lai. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sức khỏe được dồi dào đủ khả năng chống lại dịch bệnh. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên chọn hướng may mắn khi xuất hành đi xa. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, tình cảm 4 sao, sức khỏe 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thiên ấn nhập cục, cái điều này cảnh báo bà tuổi hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đương đầu với những nguy cơ có thể xảy ra trong công việc. Rắc rối liên minh khiến cho bạn tuổi hợi trở tay không kịp và đang có dấu hiệu lao lực do làm việc quá sức. Tuy nhiên với bà tuổi Hợi, bạn mạnh hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn trước mắt nếu như bạn biết cách phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Khi đó bạn sẽ nổi bật lên hạn so với những đồng nghiệp đang làm cùng và bạn đừng có ngại thay đổi bởi thay đổi có thể khiến cho bạn đạt được thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thủy họa xung khắc. Đây còn là dấu hiệu cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi và rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ những chuyện về tiền bạc. Vốn từ bất đồng nhỏ nhưng do cả hai không thông cảm cho nhau nên dễ trở thành mâu thuẫn lớn và với bà tuổi hợi bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm chia sẻ đừng có giữ trong lòng một mình để rồi lại sinh hậm hực với người ấy về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc gặp nhiều nguy cơ rắc rối liên minh tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ biết cách phát huy năng lực tiềm ẩn để vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng có ngại thay đổi bản thân để vươn tới thành công tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đôi lứa bất đồng về chuyện tiền bạc tử vi tuổi quý hợi Thuộc thủy nên chia sẻ những khó khăn với nửa kia để nhận được sự thông cảm về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Dần tuổi Mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.